Hán Văn Đế, tên thật là Lưu Hằng, là vị hoàng đế thứ 5 của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 180 trước công nguyên đến năm 157 trước công nguyên, tổng cộng gần 23 năm. Ông là con trai của Hán Cao Tổ và bà Phu Nhân. Triều đại của ông đã mang lại sự ổn định rất cần thiết cho gia tộc họ Lưu sau thời kỳ nhiếp chính bất ổn và bạo lực của Lã Hậu, người đã tàn sát nhiều thành viên trong gia tộc họ Lưu. Sau khi Lã Thái Hậu mất, các đại thần Trần Bình và Chu Bột đã trừ khử các thân tín của họ Lã và phế truất cháu bà là Hán Hậu Thiếu Đế. Trong tình thế không có ai làm hoàng đế, Trần và Chu quyết định phò tá Lưu Hằng, khi đó đang là vua chư hầu nước Đại. Bởi lẽ theo họ, mẹ ông là bà Cơ nổi tiếng hiền đức và quan trọng hơn là bà không có một gia thế quyền quý, không lập lại sự chuyên quyền của Lã Hậu như trước. Văn Đế được đánh giá cao trong sử sách Trung Quốc. Sau khi lên ngôi hoàng đế, ông tiếp tục thực thi rộng rãi những chính sách dân sinh của Cao Đế và Huệ Đế, dùng triết học hoàng lão để cai trị đất nước, dân chúng cả nước được an cư lạc nghiệp, cũng có công lao nhất định trong việc giải quyết các vấn đề biên giới. Triều đại của ông cùng con trai ông Hán Cảnh Đế Lưu Khải được xưng là Văn Cảnh Chi Trị, tạo nền tảng chắc chắn dưới thời đại của cháu nội ông là Hán Vũ Đế. Thân thế, Hán Văn Đế Lưu Hằng sinh khoảng năm 202 trước công nguyên, là con thứ tư của Hán Cao Tổ Lưu Ban. Mẹ của Lưu Hằng là bà Cơ, vốn là cung phi của Ngụy Vương Báo thời Hán Sở Phân Tranh. Bà Cơ có dung mạo xinh đẹp, Ngụy Vương Báo sủng ái bà ta được vài lần thì bỏ mặc không quan tâm đến nữa. Ngụy Báo vốn theo Hán, thấy Sở Mạnh lại theo Sở. Năm 205 trước công nguyên, Lưu Bang sai Hàn Tín và Tào Tham đi đánh Ngụy, bắt sống Ngụy Báo mang về Vinh Dương, còn bà Cơ bị đưa đi dệt vải trong cung của Hán Vương. Lưu Bang bản tính háo sắc, nhìn thấy bà Cơ liền mê đắm. Năm 202 trước công nguyên, Bạc Thị sinh một người con trai, đặt tên là Lưu Hằng. Lưu Bang không có nhiều con trai nên đối đãi với Lưu Hằng có phần yêu quý. Lên ngôi hoàng đế. Hán Vương Lưu Bang đăng ngôi hoàng đế, tức Hán Cao Tổ. Ông lần lượt tiêu diệt các công thần khai quốc là vua các nước chư hầu để phong cho các hoàng tử nhằm có thêm vây cánh củng cố quyền lực của nhà Hán. Năm 196 trước công nguyên, Cao Tổ bình định xong quân làm phản Trần Hy ở nước Đại phía Bắc, tiếp giáp với Hung Nô, bèn quyết định lập Lưu Hằng khi đó lên 6 tuổi làm đại vương, đóng đô ở Tấn Dương. Bà Phu Nhân là người phụ nữ thông minh, nhìn thấu được tâm địa độc ác của Lã Trĩ nên vô cùng cẩn trọng, không muốn chọc giận bà ta, nên sau khi được phong đất thì âm thầm dẫn theo con trai Lưu Hằng lên đường. Nhìn thấy kết cục bi thảm của hai mẹ con Thích Phu Nhân, Bạc Thị càng cẩn trọng hơn, cùng con lặng lẽ sống qua ngày. Đất Đại là vùng nghèo đói, nên chỉ cần có thể sống được thì hai mẹ con họ quyết không thu một đồng thuế nào của dân. Có lẽ là do ngay từ nhỏ đã sống cần kiệm nên sau này làm hoàng đế, Lưu Hằng đã thấu hiểu cuộc sống vất vả của người dân nên không hề xa hoa lãng phí. Trong khi đó, trong triều đình tại Trường An, Lã Hậu nắm trọn quyền hành, thao túng triều đình. Sau khi Hán Huệ Đế qua đời, vì hoàng hậu của Huệ Đế không có con nên Lã Thái Hậu lấy con của một cung nữ vào làm thái tử, lập lên ngôi. Dù thân là hoàng tổ mẫu của hoàng đế, nhưng Lã Thái Hậu không nhận tôn hiệu Thái Hoàng Thái Hậu mà vẫn giữ là Hoàng Thái Hậu. Bà công khai đăng triều thay hoàng đế trẻ nắm quyền điều hành triều chính, gọi là Lâm Triều Xương Chế. Bằng việc này, Lã Hậu trở thành nữ chủ nhân đầu tiên của một chính quyền hoàng triều trong lịch sử Trung Quốc kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất, cũng là nữ chủ nhân đầu tiên công khai nắm quyền mà không cần kiêng dè hoàng đế, thực tế đã không khác gì một nữ hoàng. Thái Hậu khi xương chế vừa xong, bà bức hại nhiều hoàng tử con của Cao Tổ, thay vào đó là con cháu họ Lã. Tháng 8 năm 180 trước công nguyên, Lã Thái Hậu qua đời. Tháng 9 năm đó, Thừa tướng Trần Bình và Giáng Hầu Chu Bột làm binh biến giết hết các chư hầu và tướng quân của họ Lã, đồng thời giết luôn Hán Hậu Thiếu Đế Lưu Hồng do Lã Thái Hậu lập lên ngôi để thao túng. Chư hầu và các quan đại thần bàn mưu với nhau rằng, Thiếu Đế không phải là con của vua Huệ Đế. Nay chúng ta đã giết hết họ Lã mà lại để người họ lập lên, đến khi lớn Thiếu Đế cầm quyền thì chúng ta sẽ mất nòi. Không bằng xem trong các vương người nào tài giỏi nhất thì ta lập lên. Có người bàn Tề Vương là cháu đích tôn của Cao Tổ, nhưng các quan đại thần đều nói. Họ Lã là họ ngoại của nhà vua nhưng độc ác nên đã suýt nữa làm nguy đến tôn miếu, làm loạn các công thần. Nay trong gia đình mẹ Tề Vương có tứ quân là người ác. Nếu lập Tề Vương thì lại trở thành họ Lã mất. Mọi người muốn lập Hoài Nam Vương Lưu Trường nhưng lại cho là ít tuổi, nhà bên mẹ lại ác. Sau một hồi bàn bạc, có ý kiến cho rằng, Đại Vương Lưu Hằng là người con lớn nhất trong số những người con của Cao Tổ còn sống. Người nhân đức, có hiếu, rộng rãi, trung hậu, gia đình Thái Hậu họ Bạc lại chăm chỉ và tốt. Và lại chúng ta lập người con lớn hơn cả cho nên hợp lẽ. Các quan bèn sai người mời Lưu Hằng, Đại Vương sai người từ tả. Sứ giả đi về hai lần, ông bèn mang việc ra bàn với thủ hạ. Trương Vũ Can không nên về vì Trần Bình và Chu Bột đều là cựu thần và nhiều mưu mô. Nhưng Tống Xương phân tích nên trở về vì cơ nghiệp họ Lưu. Sau khi bẩm lại với Bạc Thái Hậu,
cuối cùng đại vương nhận lời lên xe về Trường An. Các quan cùng ra đón, dâng ngọc tỷ truyền quốc lên và tôn ông làm thiên tử ở cầu Vì Kiều. Lưu Hằng không vội vã nhận mà lệnh cho mọi người về đến cung đại mới bàn việc nước. Khi vào cung, các quan do Trần Bình, Chu Bột đứng đầu cùng long trọng tâu trình và tôn ông làm thiên tử. Lưu Hằng bèn chính thức làm lễ lên ngôi. Lưu Hằng làm đại vương 16 năm thì lên ngôi hoàng đế, tức là Hán Văn Đế. Lúc này ông 23 tuổi. Chính sách cai trị. Lúc vừa mới lên ngôi, bà Thái Hậu hỏi Lưu Hằng, con muốn làm một hoàng đế như thế nào? Lưu Hằng đáp, làm hoàng đế giống như tiên hoàng. Bà Thái Hậu nói, đã làm hoàng đế rồi thì phải ngồi cho vững, đừng để người khác cướp vương vị của mình. Lưu Hằng cho rằng lời của mẫu hậu là đúng, nên từ đó ông coi việc củng cố vương quyền là việc trọng đại cần phải thực hiện ngay. Lưu Hằng đại xá thiên hạ, ban cho dân chúng nhiều lợi ích để họ thấy rằng ông không giống những vị vua bình thường. Sau đó, ông làm một cuộc thay đổi lớn trong triều đình, trọng dụng những người đi theo ông đến từ đất đại. Sau khi sắp xếp thân tín của mình vào những cương vị quan trọng, ông ban thưởng và thăng chức cho những lão thần, tướng quân có công lao thời Lưu Bang và Lưu Doanh, và cả những người có công diệt trừ họ Lã, lập ông lên làm hoàng đế. Sau khi ổn định triều chính, củng cố vương vị, Lưu Hằng lệnh cho những chư hầu ở kinh thành trở về đất phong của họ. Điều này rất quan trọng bởi thân thích của họ Lưu chẳng có ai trung trực. Họ ở kinh thành ngày ngày tính kế ly gián, gây chuyện thị phi. Bọn họ không thần phục hoàng đế mới, rất nhiều người không chịu rời đi. Lưu Hằng liền bãi chức thừa tướng Chu Bột, lệnh cho ông ta trở về đất phong ở huyện Giáng. Các chư hầu thấy vậy liền lần lượt rời khỏi Trường An. Không lâu sau, có người tố cáo Chu Bột âm mưu tạo phản, bởi thấy ông ta trong nhà mặc giáp trụ luyện võ, làm ra vẻ như một đại tướng quân. Lưu Hằng đã sớm muốn diệt trừ Chu Bột, nhưng ông ta vốn là lão thần ba triều đại, từng cùng Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, công lao hiển hách, có công lớn trong việc diệt trừ bè đảng họ Lã, nên không thể động đến ông ta. Sẵn có cớ, Lưu Hằng liền lệnh bắt giam Chu Bột. Được tin, cậu của Lưu Hằng là Bạc Chiêu vội đến khuyên can, thì Lưu Hằng nói rằng hắn ta so với Hàn Tín đã là gì, Cao Tổ không phải cũng giết chết Hàn Tín đó sao? Bạc Chiêu không khuyên can được bèn tìm đến Bạc Thái Hậu. Một hôm, Văn Đế lâm triều, Bạc Thái Hậu lấy khăn trùm hướng phía Văn Đế mà ném, nói, Giáng Hầu có công với Hoàng Đế, xuất lĩnh Bắc quân hơn cả vạn người, giúp Hoàng Đế lên ngôi. Khi đó một lòng vì Hoàng Đế, không hề mưu phản, thế mà bây giờ một chuyện nhỏ thì lại khép tội ông ta mưu phản sao? Sau đó, Giáng Hầu phục lại chức vị cũng như phong ấp. Từ sự việc này có thể thấy Lưu Hằng rất cảnh giác và nghiêm khắc với những đại thần có quyền thế lớn mạnh. Nghe nói rằng Bạc Thái Hậu thường dạy Lưu Hằng cố gắng ít hoặc không can dự vào đời sống của nhân dân, muốn ông thấu hiểu đạo lý vô vi. Trong 23 năm cầm quyền, Lưu Hằng luôn thi hành chính sách khoan thư sức dân, phát triển sản xuất. Những chiếu lệnh ông ban ra thường bày tỏ sự quan tâm và đồng cảm với dân chúng, thậm chí có những chiếu rất cảm động. Lưu Hằng nhanh chóng thiết lập pháp lệnh, quy định người già từ 80 tuổi trở lên mỗi tháng được tặng 5 đấu gạo, 1 cân thịt, người 90 tuổi thì mỗi tháng tặng thêm 2 sấp vải, 1,5 cân bông. Lưu Doanh dốc sức vì đất nước thi hành chế độ thập ngũ thuế nhất, có tác dụng rất tốt. Lưu Hằng thi hành chế độ thập tam thuế nhất, nộp thuế 1 phần 13 thu nhập và cứ mỗi 12 năm thì miễn thuế cho cả nước. Những chính sách đó khiến cho dân chúng có cuộc sống ấm no, đất nước ngày càng giàu mạnh, nhưng thu thập của triều đình thì ít ỏi. Lưu Hằng và triều đình sống cuộc sống đạm bạc tiết kiệm. Ông ở trong Vị Ương cung mấy chục năm mà cách bài trí trong cung vẫn không thay đổi. Có người đề nghị ông xây lộ đài ở Ly Sơn. Ông tính toán thấy ít nhất cũng tốn 100 cân vàng, nói rằng số vàng đó bằng sản nghiệp của 10 hộ bậc trung. Ta ở trong cung điện của tiên đế xây đã cảm thấy xấu hổ, sao còn phải xây thêm lộ đài. Y phục của Lưu Hằng thường được may từ loại vải thô màu đen. Ngay đến cả người phụ nữ ông sủng ái nhất cũng không được mặc váy dài chạm đất. Màn trướng cũng không được dùng loại sang trọng gắn hoa. Lưu Hằng và người thân tiết kiệm là vậy, còn các chư hầu khắp nơi phần lớn đều giàu có. Nên sau này mới xảy ra chuyện ngược đời là triều đình phải vay tiền từ chư hầu. Hình luật có vai trò quan trọng đối với quốc gia và dân chúng. Lưu Hằng thấu hiểu đạo lý hình luật không được nhẹ và cũng không được nặng. Ông từng nhiều lần bàn bạc với các quan đại thần về hình pháp. Các quan bàn với ông rằng phải có pháp luật thật nặng mới có thể răn đe dân không phạm tội và không nên sửa đổi pháp luật của đời trước để lại. Tuy nhiên Văn Đế không tán thành. Ông cho rằng pháp luật đúng đắn thì dân tốt, trị tội đúng thì dân theo. Chức trách của các quan lại là dạy dân chúng, hướng dân chúng theo điều tốt. Những kẻ đã không thể hướng dân đến chỗ tốt lại lấy pháp luật không đúng để bắt tội họ. Như thế là làm hại dân, làm những điều bạo ngược. Ông quyết định bỏ hình phạt tàn khốc, bỏ nhục hình, cắt thân thể, lấy lao dịch hoặc đánh roi để thay. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc này không hẳn là tích cực. Trên thực tế, bỏ nhục hình thay bằng đánh roi cũng gây tác hại. Có người lẽ ra bị cắt ngón chân,
ngón tay, nhưng vì sự đánh roi, phải đánh 300 roi hoặc 500 roi nên không chịu nổi và chết. Đối với vấn đề biên giới, Lưu Hằng cũng giải quyết ổn thỏa. Mỗi năm đều phái sứ giả đến đàm phán với Hung Nô và còn gả con gái của thân tộc cho Hung Nô để cầu thân. Trong thời gian ông chấp chính không xảy ra cuộc xung đột lớn nào với Hung Nô. Lưu Hằng cũng dùng chính sách mềm dẻo, thu phục được Nam Việt Vương. Trong thư gửi Triệu Đà, ông viết: có thêm đất của ông, nhà Hán cũng không to lên là mấy. Có được tiền bạc của ông, nhà Hán cũng không giàu thêm được bao nhiêu. Do đó miền Phục Lĩnh do ông tự xử lấy. Còn ông xưng làm hoàng đế, tức là hình thành hai hoàng đế. Điều này tạo ra sự tranh chấp, mà sự tranh chấp thì người nhân đức không muốn. Do đó tôi muốn cùng ông bỏ điều bất hòa trước đây, mong ông đồng ý. Triệu Đà đọc thư của ông rất cảm động, đồng ý từ bỏ đế hiệu, xưng thần với nhà Hán như trước. Qua đời và sự ảnh hưởng. Năm 157 trước công nguyên, Lưu Hằng ốm nặng, lúc hấp hối, ông ra chiếu thư nói rằng phải an táng trên núi, không được xây lăng mộ. Khi cử hành tang sự không được hạn chế việc hỷ của nhân dân. Theo ghi chép, đồ tùy táng trong mộ Lưu Hằng chỉ có đồ bằng tre, gỗ và gốm, không có vàng bạc châu báu. Thời Vương Mãng, khi quân Xích Mi xông vào thành Trường An, lăng mộ của các hoàng đế khác đều bị đào bới, chỉ có lăng mộ của Lưu Hằng còn nguyên vẹn, không bị tổn hại. Hán Văn Đế được biết đến không chỉ qua lịch sử Trung Quốc mà còn đến Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Ông được nhìn nhận là một trong những vị hoàng đế đáng khen, hình mẫu của một vị hoàng đế nhân từ và độ lượng. Thời kỳ trị vì của ông nổi tiếng với việc đề xuất tiết kiệm và gia giảm hình phạt đối với dân chúng. Thời đại của ông cùng con trai Hán Cảnh Đế, gọi là Văn Cảnh Chi Trị, trở thành một trong những thời kỳ thịnh vượng và đức độ trong lịch sử. Ngoài ra, Hán Văn Đế còn nổi tiếng bởi sự hiếu thảo, được liệt vào một trong nhị thập tứ hiếu nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc. Chuyện kể rằng, vào một lần mẹ ông Bà Cơ bị ốm, Văn Đế cứ hễ có thời gian là đều đến thăm mẹ. Ông đã tự mình nếm thử tất cả mọi loại thức ăn và thuốc dâng lên cho Bà Cơ.